mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh. Trong video ngày hôm nay thì Thanh sẽ giới thiệu thật chi tiết những chi phí mà Thanh tiêu xài trong vòng một tháng trong suốt 3 năm qua như là một sinh viên thạc sĩ du học tại Úc. Video này chắc chắn sẽ rất là hữu ích cho tất cả mọi người nếu muốn định cư tại Úc, sang Úc du học hay thậm chí là đi du lịch ở bên Úc luôn. Các bạn hãy chờ đón xem video nhé. Đầu tiên chúng ta phải kể đến chính là ăn uống, đúng không mọi người? Ăn uống là cái việc mà thiết yếu rồi, ai mà không phải ăn. Đó thì thông thường buổi sáng là cái lúc mà Thanh gấp rút và bận biểu nhất. Vì vậy là Thanh chọn ăn sáng tại nhà, vừa nhanh vừa rẻ mà vừa bổ dưỡng nữa. Giá thì rất là rẻ, chỉ tầm khoảng là 5 đô một phần thôi. Thì một tháng như vậy thì Thanh sẽ ăn sáng là 30 ngày đúng không? Thì tổng chi phí cho một tháng sẽ là 150 đô. Sau đó Thanh sẽ đi học hoặc là đi làm. Thì cà phê là cái thứ mà không thể thiếu đối với Thanh rồi. Tại vì nó giúp Thanh kiểu như là tinh thần sảng khoái hơn, tỉnh táo hơn. Vì vậy lúc nào Thanh cũng có một ly cà phê vào buổi sáng nếu mà Thanh đi học và đi làm. Thì giá của một ly cà phê sẽ tầm khoảng 4 đô. Thì Thanh sẽ uống là 20 ngày cho một tháng. Thì tổng cộng một tháng sẽ là 80 đô. Rồi dù là đi học hay là đi làm thì Thanh đều là ăn buổi trưa ở ngoài mọi người. Bởi vì là tính Thanh rất là thích đi ăn ở ngoài rồi trải nghiệm những cái món ăn mới. Vì vậy là với lại là tiết kiệm thời gian nữa. Tại vì cũng không có nhiều thời gian để mà nấu nướng. Vì vậy, buổi trưa thường là Thanh sẽ đi ra ngoài Thanh ăn. Thì một phần ăn trưa như vậy giá ở Melbourne là tầm khoảng 14 đô. Thì 20 ngày Thanh ở ngoài thì Thanh sẽ ăn 20 lần. Đó là 14 nhân cho 20 là 280 đô. Còn buổi chiều thì Thanh sẽ đi chợ nấu cơm nha mọi người. Chứ không thể nào mà mình cứ ăn hoài được. Phải tiết kiệm chi phí mà đúng không? Đó thì buổi chiều thì Thanh sẽ đi siêu thị để mà mua đồ ăn. Thông thường thì Thanh sẽ đi siêu thị cho một tuần luôn để mà tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên ngày hôm nay vì quay video cho mọi người nên thành ra là Thanh sẽ đi chợ một buổi tối thôi. Để mà mọi người có thể hình dung được cái chi phí là như thế nào á. Thì thường Thanh sẽ mua là cá hồi hoặc là thịt bò beef steak. Rồi sau đó Thanh sẽ mua thêm một ít rau hoặc là trái cây nữa. Thì một buổi ăn chiều như vậy thì tầm khoảng là 10 đô thôi. Cho 20 ngày thì khoảng 200 đô. Và Thanh mua trái cây nữa. Tại vì Thanh rất là thích ăn trái cây, dưỡng da mặt cho nó đẹp á. Thì giá nó sẽ tầm khoảng là 5 đô cho một ngày. Thì 30 ngày nó sẽ là 150 đô. Thì mọi người sẽ thắc mắc là tại sao nãy giờ là tính chi phí cho một tháng mà Thanh cứ nhân cho 20 không, đúng không? Tại vì đó là những ngày trong tuần mà Thanh đi học hoặc là đi làm. Còn những ngày cuối tuần thì khác mọi người. Những ngày cuối tuần thì thường là Thanh sẽ chi nhiều hơn một chút xíu. Tại vì đó là những cái bữa ăn gia đình với là em trai của Thanh nè. Rồi hoặc là đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè xã giao đi chơi. Kiểu mà đi chơi cuối tuần rồi tà tưa này nọ. Chi phí mà đi chơi cuối tuần là kiểu ăn trưa ăn chiều rồi tà tưa tất cả các kiểu luôn á là 50 đô một ngày. Thì một tháng sẽ là 8 ngày, 50 đô nhân cho 8 là 400 đô. Chi phí tiếp theo đó chính là chi phí đi lại ha mọi người. Thì Thanh nghĩ chi phí này ai cũng phải xài thôi, tại vì mình phải đi ra ngoài mà đúng không, chứ mình đâu thể tối ngày trong nhà được đúng không. Về cái phần của bản thân Thanh á, chi phí đi lại thì Thanh có hai phần. Một á là đi lại với cái phương tiện công cộng, còn cái thứ hai á chính là chiếc xe của Thanh. Thì cái đi lại phương tiện công cộng á là Thanh sử dụng cái thẻ gọi là thẻ Mai Kỳ. Thì Thanh có làm một cái video riêng ở phía trước rồi là hướng dẫn cách sử dụng Mai Kỳ như thế nào. Thì Thanh chọn là cái gói mà rẻ nhất á, kiểu như là cái gói tháng luôn á, là Thanh trả một tháng như vậy là 154 đô. Và cái thứ hai đó chính là chiếc xe hơi riêng của Thanh. Tuy nhiên vì là Thanh đã có sử dụng phương tiện công cộng rồi, Thanh đi làm mỗi ngày hoặc là đi học mỗi ngày thì Thanh không có dùng xe nhiều lắm. Vì vậy cái tiền mà xăng xe phải đổ cho mỗi tháng thì cũng không có nhiều. Thì nó tầm khoảng là 50 đô cho một tháng thôi. Tiếp theo nữa là đồ lặt vặt mà mình tiêu xài mỗi ngày nha mọi người. Ví dụ như là xà bông gội đầu, dầu xả, rồi dầu ăn, bột nêm, bột ngọt, rồi xà bông giặt đồ, rồi bao rác. Nói chung là tất cả những cái thứ lặt vặt trên đời ở trong nhà là Thanh tính là tầm khoảng là 50 đô cho một tháng. Rồi cái thứ tư đó chính là mỹ phẩm. Thì đối với con gái tụi Thanh là mỹ phẩm rất là quan trọng. Và từ ngày qua Úc qua đỡ có một cái là không khí rất là trong lành, rồi thời tiết cũng rất là hợp với Thanh nữa. Nên thành ra là cái việc mà phải đi spa rồi có những cái liệu trình đặc biệt giống như hồi xưa Thanh ở Việt Nam thì Thanh cũng không có đi nữa. Nói chung không có sử dụng những cái liệu trình đó. Thành ra là tiết kiệm được một khoản chi phí khá là lớn. Tuy nhiên là Thanh cũng vẫn phải sử dụng mỹ phẩm hàng ngày, bởi vì là bây giờ tuổi 30 rồi là phải sử dụng mỹ phẩm để mà da dẻ ngày càng đẹp hơn, rồi giảm cái quá trình mà lão hóa da nữa. Nên thành ra mỹ phẩm mỗi tháng Thanh sử dụng là khoảng là 250 đô. Rồi tiếp theo là quần áo nha mọi người. Nói chung là từ ngày qua bên đây đi du học thì Thanh tiết kiệm khá nhiều về cái việc mà mua quần áo luôn, tại vì cũng không có đi đâu nhiều hết. Vì vậy là mình chỉ mua những cái quần áo mà phù hợp với cái việc mà mình đi học thôi. Nên thành ra là Thanh
đã tiết kiệm dữ lắm luôn rồi. Thì mỗi tháng cái tiền quần áo của Thanh là tầm khoảng 150 đô, và tiếp theo là tiền nhà là 700 đô một tháng ha, tiền điện thoại là 40 đô một tháng, internet là 30 đô một tháng, tiền điện nước là khoảng 70 đô một tháng. Rồi tiếp theo là tiền học phí nha mọi người. Nói chung là đối với sinh viên quốc tế thì Thanh tin chắc cái phần mà học phí là cái chi phí mà nặng nhất đối với tất cả mọi người, đối với tất cả các bạn cũng như là đối với Thanh. Thì ví dụ bản thân Thanh đi, Thanh đi học chương trình thạc sĩ là một năm 30.000 đô. Tuy nhiên là Thanh được cái học bổng từ ban đầu luôn, tức là Thanh được cái học bổng 15.000 đô cho trong vòng 2 năm. Vì vậy Thanh tính ra cái chi phí mỗi tháng mà Thanh phải trả học phí á, nó tầm khoảng là 1.875 đô cho một tháng. Thì cái phần này rất là phụ thuộc vào trường nào nha mọi người, bởi vì là mỗi trường sẽ có mức học phí khác nhau. Tiếp theo sẽ là bảo hiểm cho sinh viên. Cái phần này là bắt buộc rồi. Nói chung khi mà mình nộp visa cho chính phủ Úc là mình bắt buộc phải mua bảo hiểm dành cho sinh viên. Thì cái bảo hiểm mà Thanh mua là cái loại cũng rẻ nhất luôn rồi đó, là tầm khoảng 40 đô cho một tháng, bảo hiểm có tên là HSM. Rồi tiếp theo là phần về chiếc xe hơi. Nói chung cái phần này thì những bạn nào có xe hơi thì có thể tham khảo thêm, còn những bạn mà không có xe hơi thì không cần phải tính phần này vào. Còn đối với bản thân Thanh thì Thanh có một chiếc xe hơi, thì Thanh phải lo cho nó nữa, nó cũng chiếm khá là nhiều chi phí của Thanh luôn á. Nếu mà mình ở bên Úc á, mình có xe hơi thì mình phải đóng một cái chi phí gọi là vitro. Thì cái này á, là chi phí giống như là chi phí cầu đường vậy đó mọi người. Thì một năm nó tầm khoảng là 834 đô 80 sen. Thì Thanh tính ra một tháng á, nó sẽ tầm khoảng là 70 đô. Rồi tiếp theo là phải mua bảo hiểm cho chiếc xe nữa. Giống như xe Thanh là xe mẹt đi, thì cái bảo hiểm nó tầm khoảng là 1.400 đô. Thì Thanh tính ra một tháng là Thanh phải tốn là 117 đô cho chiếc xe của mình. Rồi ngoài cái bảo hiểm cho chiếc xe thì mình lại phải đóng cái tiền là bảo trì xe nữa. Tại vì xe đi thì nó phải là mòn thắng rồi mòn vỏ tùm lum la, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời đối với chiếc xe. Thì Thanh phải bảo trì chiếc xe của Thanh nữa. Thì giống như là Thanh vừa bảo trì xong á, là cái chi phí mà bảo trì cơ bản thôi cho chiếc xe của Thanh là 350 đô cho một năm. Thì đợt rồi giống như chiếc xe Thanh là phải thay vỏ nè, rồi thay thắng, rồi cộng thêm nữa là cái cần gạt nước gì đó. Nói chung là bên kia họ báo cho Thanh, bên bảo trì á, họ báo cho Thanh thì tổng chi phí bảo trì á, nó là 1.500 đô. Thì tổng hết cái tiền bảo trì luôn, Thanh tính ra là khoảng 155 đô cho một tháng. Chỉ và vô chiếc xe thôi đó mọi người. Nói chung cái phần này cũng tùy luôn nha, tại vì tùy cái dòng xe mọi người chạy thì cái việc mà bảo trì cũng như là thay những cái bộ phận trong chiếc xe á, thì giá nó cũng khác nhau. Thì cái này là tùy trường hợp. Rồi tiếp theo là mình sử dụng những cái app nữa mọi người. Rồi nói tới đây cái mọi người nghĩ Thanh sử dụng app hẹn hò phải không? Chắc chắn luôn á. Nhưng mà thật sự cũng có sử dụng nhưng mà không có tốn tiền đó. Thì những cái app mà Thanh sử dụng tốn tiền, ví dụ là Netflix nè, rồi những cái app mà để nhắc nhở mình làm việc gì hàng ngày, sắp xếp công việc cho mình nè, rồi những cái app ví dụ như là chỉnh sửa video, cắt ghép video để mà Thanh làm vlog nữa, thì trung bình một tháng Thanh sẽ tốn khoảng là 15 đô cho việc sử dụng những cái app như vậy. Và cuối cùng nữa chính là gym với lại là xông hơi nha mọi người, đi tập gym á. Thì Thanh có đăng ký thành viên của một cái câu lạc bộ gym, vì vậy là Thanh phải đi mỗi tháng thì giá nó tầm khoảng là 60 đô cho một tháng nữa. Thì bây giờ Thanh sẽ tổng kết lại cho mọi người xem là một tháng Thanh xài bao nhiêu tiền nha. Đó, mọi người có thể xem trên cái bảng tổng kết một tháng là tất cả những cái chi phí mà Thanh cộng lại là tầm khoảng 5.060 đô trong một tháng. Thì nếu mà mình đổi ra tiền Việt Nam thì tầm khoảng là 89 triệu chấm chấm chấm, thì mình làm tròn là 90 triệu đi đó. Bởi vậy mọi người có thể thấy là chi phí bên này cũng khá là cao đúng không? Cái video trước của Thanh làm là Thanh đi làm thêm, giống như một tháng nghỉ lễ Thanh đi làm thêm ở một cái tiệm bánh mì với lại cà phê, thì Thanh kiếm được là 100 triệu một tháng. Thì mọi người không tin, người nói là xạo nổ, làm gì kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mọi người có thể thấy đó, cái chi phí ở bên này nó khá là cao. Vì vậy là cái số tiền mình kiếm được để mà mình có thể tồn tại, mình trang trải được chi phí bên này thì nó rất là hợp lý. Khi mà mọi người coi video này thì có thể là mọi người sẽ hiểu Thanh nhiều hơn. Thì cái đó là cái việc mà mình đi làm thêm. Còn hiện tại thì vì là Thanh cũng sắp ra trường rồi, nên thành ra là Thanh may mắn là được có một công ty offer một cái job là làm việc full time luôn. Nên thành ra cái mức lương của Thanh thì bây giờ là tốt hơn cái mức lương đó rất là nhiều. Thì cuộc sống của Thanh bây giờ cũng dễ thở hơn đó. Nói chung là ơn trời lại trời, cũng khá là may mắn. Rồi bây giờ mọi người cũng có thể thấy là chi phí trung bình cho một du học sinh là khoảng bao nhiêu ha. Nói chung cái chi phí này nó sẽ tùy thuộc vào từng người, bởi vì mỗi người có một cái cách tiêu xài khác nhau và có nhu cầu khác nhau. Thì cái bảng mà Thanh đưa ra đó mọi người có thể thấy và tham khảo. Ví dụ như những cái gì mà mọi người thấy là không cần thiết, mình không xài thì mọi người trừ ra. Còn mọi người thấy là mình có những cái khác mà mình phải xài thì mình
ép thêm vô. Nói chung là cái đó là cái mà để cho mọi người tham khảo, để có một cái hình dung là cái chi phí nếu mà mình qua bên Úc thì mình phải tiêu xài là khoảng bao nhiêu tiền trong vòng một tháng. Và Thanh cũng nói thêm là những cái chi phí này là những cái chi phí cơ bản thôi nha. Thanh chưa có tính tới việc nếu mà mình đi ra ngoài xã giao thì mình lại có thêm những cái khoản chi phí nhất định nữa, rồi nếu mà mình muốn đi du lịch, đi chơi chỗ này chỗ kia lại có thêm những cái khoản chi phí nhất định như vậy nữa, thì Thanh hoàn toàn không có cộng vào, bởi vì cái này là nhu cầu của mỗi người. Thanh chỉ đưa ra một cái bảng cơ bản thôi để mọi người có thể tham khảo được. Thì Thanh hy vọng cái video này sẽ có thể giúp đỡ được rất là nhiều bạn muốn sang Úc du học có một cái nhìn tổng quát về cái chi phí là mỗi tháng mình phải tốn bao nhiêu tiền nếu mà mình sống ở Úc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Thanh nha. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Thanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.